trong sa mạc. Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn Chúa Giêsu vào trong sa mạc. Ngài không ăn trong 40 ngày đêm. Sau đó, Chúa Giêsu đói. Biết Chúa Giêsu đang đói, Satan đến cám dỗ Ngài. Nó chỉ một hòn đá và nói: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Chúa Giêsu dùng lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đáp lại Satan: "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." Kế đó, Satan đem Chúa Giêsu lên nóc đền thờ. "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh có chép rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ người mà." Chúa Giêsu tiếp tục dùng lời Đức Chúa Trời để đáp trả Satan. Ngài lại trích dẫn từ Kinh Thánh: "Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Cuối cùng, Satan đem Chúa Giêsu lên núi và chỉ cho Ngài mọi vương quốc và sự giàu có của thế gian. Nó nói: "Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi sắp mình thờ lạy ta." Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó: "Hỡi Satan, hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi." Ngay sau khi Chúa Giêsu nói điều đó, Satan bèn bỏ đi. Rồi thiên sứ đến và phục vụ Ngài. Chúa Giêsu chịu cám dỗ nhưng không phạm tội, dù một lần cũng không.